Dạ vâng, cửa hàng Nông Ngư Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa xích Estin MS211C các bác nhé. Đó, một máy cưa siêu tầm tuyệt đẹp các bác nhé. Tình trạng như thiếu thùng luôn các bác. Hàng này thì lâu lâu sẽ có một cây thôi, sẽ không có thể nào mà bảo có hàng liên tục được. Đó, một cây đẹp như thế này thì rất là khó có hàng các bác nhá. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một con máy cưa xích này. Đó. Con này Estin 211C đời cao, có xà, có chụp giật trợ lực. Đó, có núm mương xăng phụ ở đây luôn. Và được tích hợp núm mương xăng phụ ở đây và tích hợp ốp tăng chỉnh xích nhanh ở đây. Đó, cực kỳ tiện lợi nhá. Một con máy cực kỳ đẹp như thiếu thùng luôn các bác nhá. Đó, phần máy con này thì sản xuất đời cao này, 2008 này các bác nhá. Đó, đó, nhìn rõ đây, 2008. Máy móc chuẩn zin nguyên bản, hàng 100%. Hàng em đảm bảo với các bác là chưa hề bung biếc máy móc gì các bác nhá. Máy móc zin từ A tới Z. À, đến nói đến cửa hàng chúng em thì các bác nào mà cũng đã mua hàng cũng như là theo dõi kênh của em thì cũng đã biết rồi đúng không ạ? Bên em thì chuyên bán những dòng sản phẩm máy móc nguyên zin, máy móc đẹp, tình trạng ngon lành cho các bác. Không bán những hàng mà máy móc đã qua sửa chữa thay thế hay là máy móc mà đã bung biếc máy móc gì cả thì bên em không có bán. Đó, à, cửa hàng bên em thì uy tín là chủ yếu. Thì hôm nay thì em lên cho các bác xem một con này cực kỳ siêu phẩm, cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, tình trạng đẹp nhức nách luôn các bác. Và con này thì hiện tại thì em bán với giá là 4.500.000 đồng. Giá đã bao gồm phí ship và đề tặng cả phụ kiện. Đó, máy móc thì em bán y trên video các bác nhé. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì xem kỹ video. Đó, ưng ý thì các bác nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em, số điện thoại 0354392929, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Đó, liên hệ qua em để chốt máy cũng như là để tham khảo về cây máy thêm. Các bác nào cần thắc mắc những cái gì thì liên hệ qua cho em. Đó, em sẽ tư vấn nhiệt tình. Đó, hàng thì bên em nhận ship code toàn quốc các bác nhá. Đó, nhận ship code toàn quốc. Các bác ở đâu thì em cũng có thể ship được hết. Đó, từ Nam ra tới Bắc. Vâng, và quay lại chủ đề chính ngày hôm nay thì con này thì nói chung là hàng mẫu cưa về rất phù hợp về cho các bác nào mà sử dụng gia đình cũng như là về đôi khi các bác cắt. Nói chung là con này thì công suất thì cũng vừa phải thôi các bác. Đó, con này có thể kéo được khoảng tầm 5 năm đổ về thôi. Máy móc nhỏ nhẹ phù hợp về cho các bác sử dụng gia đình. Đó, máy thì cực kỳ đẹp rồi, hãng Estin thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa. Các bác nào mà sử dụng máy cưa nhiều thì hãng này thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Đó, máy móc thì không phải chê lăn tan gì nữa rồi. Đó, vâng, và bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua tiếng máy xem là sẽ như thế nào các bác nhá, để cho các bác nghe tiếng động cơ nó sẽ như thế nào. Móc nổ thì cực kỳ êm cũng như là rét tiếng máy các bác nhá. Đó, con này vòng tua thì cực kỳ cao. Máy móc thì cũng như là căn chỉnh cũng như là dọn nổ thì em đã căn chỉnh ngon lành rồi các bác nhá. Và khi các bác đặt hàng của bên em thì trước khi em gửi hàng đi cho các bác thì em sẽ kiểm tra lại cũng như là căn chỉnh lại ngon lành một lần nữa để cho các bác tới tay các bác sử dụng có thể đảm bảo nhất, uy tín nhất, ngon lành nhất. Đó, tiêu chí của cửa hàng bên em là như thế. Rồi, video thì cũng sẽ kết thúc ngày hôm nay. Đó, các bác nào ưng ý là tham khảo con máy này thì liên hệ trực tiếp qua em là số điện thoại 0354392929. Rồi em chào các bác nhé, hẹn các bác ở video sau.